Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Bayern Munich tái hợp Hansi Flick. Casemiro quá sai lầm khi chuyển từ Joan đến Manu. Angela nhắm Richarlison. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Gnabry, Gunnar Wicker bỏ lỡ Euro 2024. Theo Sky Đức, Gnabry của Bayern Munich đã bị rách một cỡ gân kheo và thời gian bình phục của cầu thủ chạy cánh này vẫn chưa xác định. Trong khi đó, Timo Werner của Tottenham đã dính chấn thương ở đùi và dự kiến sẽ không thể kịp dự Euro 2024 cùng đội tuyển Đức ngay tại quê nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Nagelsmann. Casemiro đã sai lầm khi chuyển từ Real đến MU. Trao đổi với Betfair, huyền thoại Rivaldo đã có những nhận định đáng chú ý xoay quanh ngôi sao đồng hương. Nhận định về Casemiro, Rivaldo khẳng định tiền vệ này đã mắc sai lầm khi rời khỏi Real Madrid để đấu quân cho MU. Song, theo Rivaldo, Casemiro cũng không đáng với đối mặt với hàng loạt chỉ trích trong mùa giải năm nay. Huyền thoại người Brazil chia sẻ, Casemiro là một cầu thủ tuyệt vời, một người bạn của tôi và là người tôi đã chơi cùng khi còn thi đấu tại Sao Paulo. Casemiro đã có một sự nghiệp tuyệt vời ở Real Madrid. Theo tôi, việc cậu ấy rời khỏi Real Madrid để đến Man United là một quyết định sai lầm. Tôi nghĩ Casemiro khi ấy đang sống trong một câu chuyện đẹp đẽ ở Real Madrid. Nhưng tất nhiên, khía cạnh tài chính đã giúp cậu ấy đưa ra quyết định. MU đang ở trong một thời điểm khủng khiếp với rất nhiều chấn thương. Đối với Casemiro, cậu ấy là tiền vệ chứ không phải tiền đạo hay hậu vệ, nên người ta đang chỉ trích cậu ấy chơi không đúng vị trí. Nhưng theo tôi, Casemiro không đáng trách chút nào vì chính Man United đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Barca đàm phán lương với Lewandowski. Sport xác nhận mức lương của Robert Lewandowski sẽ tăng lên đáng kể nếu anh tiếp tục gắn bó với Barca ở mùa giải 2025. Cụ thể, Lewandowski sẽ nhận mức đãi ngộ 30 triệu euro mỗi năm kể từ mùa giải 2025. Ban lãnh đạo đội chủ sân Nukem sẽ đàm phán chi tiết về mức lương ở cuộc gặp gỡ sắp tới với người đại diện của cầu thủ Ba Lan. Cuộc gặp mặt diễn ra vào tuần tới. Lúc này, thỏa thuận giữa Lewandowski và Barca còn thời hạn 2 năm. MU đổi Bruno để lấy Frenkie de Jong. Dường như de Jong đã được huấn luyện viên của Man United, Erik ten Hag ngưỡng mộ từ lâu. Ông đã thừa nhận trong một cuộc họp báo gần đây rằng bản thân rất muốn có de Jong ở Manchester, mặc dù không rõ liệu cầu thủ này có xem xét việc chuyển từ Catalonia sang Manchester trong thời gian tới hay không. Mới đây, tờ Ficha Gia đưa tin cả Man United và Barca đang tham gia cuộc đàm phán nghiêm túc về một thỏa thuận hoán đổi cầu thủ, vì điều này sẽ giúp hai câu lạc bộ tránh phải chi quá nhiều tiền cho chi tiêu chuyển nhượng. Điều này có thể làm cho người hâm mộ của Barca háo hức trong mùa hè này. Cancelo, Felix và Bernardo Silva đều có thể gia nhập Barca trong mùa tới. Nếu Barca có thể bổ sung thêm một cầu thủ Bồ Đào Nha, nữa cùng với ba đồng đội của họ, họ sẽ có một đội hình đáng kỳ vọng trong mùa giải sắp tới. Bayern Munich tái hợp Hansi Flick. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Oliver Lahne là chiến lược gia mới nhất từ chối sự quan tâm từ Bayern Munich. Tuy nhiên, nguồn tin này tiết lộ thêm rằng huấn luyện viên Hansi Flick hiện đang đàm phán để trở lại dẫn dắt Hùm Xám lần thứ hai. Nhà cầm quân 59 tuổi từng giúp Bayern Munich giành cú ăn ba ở mùa giải 2020 trước khi ra đi một mùa sau đó. Huấn luyện viên Flick hiện vẫn thất nghiệp kể từ khi bị đội tuyển Đức sa thải vào tháng 9 năm 2023. MU bán 4 sao dọn chỗ đón Mbappe. Theo The Express, tỷ phú Sergio có thể đủ khả năng trả lương dành cho Kylian Mbappe nếu MU của ông bán 4 cái tên vào mùa hè này gồm Sancho, Greenwood, Casemiro và Antony. Điều kiện là 4 cái tên này phải giúp MU thu về trung bình khoảng 30 triệu bảng mỗi người. Tờ AS của Tây Ban Nha tiết lộ rằng Mbappe sẽ bỏ túi 21 triệu bảng trên năm nếu anh đồng ý gia nhập Real Madrid, tương đương với hợp đồng trị giá 104 triệu bảng trong 4 năm. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Barcelona ra giá bán De Jong. Nguồn tin từ Fichaje, đội bóng xứ Catalan sẵn sàng chia tay ngôi sao người Hà Lan trong mùa hè này. Áp lực về vấn đề tài chính buộc Barca phải ra quyết định thanh lý một số nhân sự trong đội hình của mình. Bên cạnh những ngôi sao nằm ngoài kế hoạch, truyền thông Tây Ban Nha còn đưa ra đồn đoán về việc đội bóng xứ Catalan sẵn sàng chia tay Frenkie de Jong vào hè này. Cầu thủ người Hà Lan hưởng mức thù lao cao thứ hai câu lạc bộ chỉ sau Lewandowski và Barca dự định sẽ chia tay cả hai nhằm giải phóng quỹ lương. Nguồn tin từ Fichaje, đội chủ sân Camp Nou sẽ chấp nhận bán De Jong nếu nhận về ít nhất 80 triệu euro. Họ hiểu sức hút mà cựu cầu thủ Ajax tạo ra đối với các đội bóng tại Premier League như Arsenal hay Man United. Hai câu lạc bộ kể trên từ lâu đã theo dõi De Jong và đang cân nhắc động thái dành cho anh ở kỳ chuyển nhượng hè. Nếu giải quyết tốt vấn đề cân bằng tài chính, cả Arsenal lẫn Man U đều có thể xúc tiến thương vụ này. Angela nhắm Richarlison. Richarlison có thể là một trong những cầu thủ được đồn đoán sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè này khi huấn luyện viên Postecoglou tiếp tục thực hiện việc cải tổ đội bóng để tạo ra một đội hình phù hợp với phong cách bóng đá mà ông ấy mong muốn hơn. Ở mùa hè năm ngoái, có báo cáo cho biết rằng Tottenham đã từ chối một đề nghị từ một câu lạc bộ giấu tên ở Saudi Arabia để có được sự phục vụ của Richarlison.
tờ Mail cho hay câu lạc bộ Anela đang xem xét một cách tiếp cận khác để chiêu mộ Richarlison trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Câu lạc bộ ở Saudi Arabia tin rằng họ sẽ có thể ký hợp đồng với anh vào mùa hè này. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về một cách tiếp cận chính thức từ phía nhà đương kim vô địch Saudi Pro League. Huấn luyện viên Pochettino làm rõ tương lai. Sau chiến thắng 3-2 của Chelsea trước Nottingham Forest, huấn luyện viên Pochettino chia sẻ: "Tôi còn một năm nữa trong hợp đồng của mình. Như tôi đã nói ngày hôm qua, tôi luôn nghĩ về dự án lâu dài, nghĩ rằng nó sẽ tồn tại suốt đời ở đây. Chúng tôi rất chuyên nghiệp, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi đang cố gắng làm cho chủ sở hữu và nhân viên hài lòng. Tôi chịu trách nhiệm về tất cả nhân viên ở sân tập Cobham. Tôi cố gắng làm cho các cầu thủ và người hâm mộ hạnh phúc. Đó là công việc của tôi." Cựu huấn luyện viên MU đòi Ten Hag từ chức. Ryan Ten, người từng làm trợ lý huấn luyện viên MU dưới thời Sir Alex Ferguson, cho rằng đã đến lúc Erik Ten Hag phải từ chức. Ông nói: "MU đã thụt lùi và đó là điều đáng lo ngại. Bạn hãy nhìn vào chiến dịch Champions League và Ngoại hạng Anh của MU, 13 trận thua, hiệu số bàn thắng bại là -3. Họ đang đứng vị trí thứ 8 ở Ngoại hạng Anh. Họ không được đảm bảo sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang không đi đúng hướng. Nếu bạn phân tích những gì đã diễn ra, rõ ràng bạn sẽ nói Erik Ten Hag có lẽ không phải là người phù hợp để dẫn dắt MU tiến lên phía trước." BZC sao Brazil hết cửa tới Bernabeu. Theo thông tin từ Defensa Central của Tây Ban Nha, Estevao Willian là một trong những mục tiêu mà Real Madrid quan tâm. Tuy nhiên, Florentino Perez đã từ chối thương vụ chiêu mộ cầu thủ 17 tuổi của Palmeiras, người có khả năng sẽ gia nhập Chelsea trừ khi các câu lạc bộ khác quyết định mua anh. Cầu thủ trẻ này được xem là một tài năng triển vọng và có thể được định giá khoảng 55 triệu euro. Tiền vệ 17 tuổi hiện đang chơi ở đội 1 ở Palmeiras. Anh ghi 3 bàn thắng và một pha kiến tạo chỉ sau 526 phút thi đấu trong 15 lần ra sân cho đến nay. Nhiều nguồn tin cho biết Willian đã đồng ý gia nhập Chelsea sau khi qua tuổi 18. The Blues đã đầu tư vào một số cầu thủ triển vọng ở Nam Mỹ, được đánh giá cao dưới sự lãnh đạo của Todd Boehly. Câu lạc bộ ở Tây London đã ký hợp đồng với Kenry Pae, Angelo Gabriel và một số tài năng trẻ khác. Và Willian cũng là một mục tiêu khả thi. Modric rời Real, Mbappe nhận áo số 10. Ký giả Ramon Alvarez xác nhận Luka Modric sẽ chia tay Real Madrid sau mùa giải này. Một khi Modric rời đội, Kylian Mbappe có thể là người tiếp quản áo số 10. Mbappe vừa thông báo không còn chơi cho PSG khi mùa giải hiện tại khép lại. Nhiều người dự đoán rằng cầu thủ 25 tuổi này vẫn sẽ đến câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha. Chúng tôi chuyên tài khoản, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sub thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sub thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sub tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.